Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn cái dự án AdFund. AdFund thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn đào rất là nhiều cái video về AdFund rồi. Thì hôm nay thì có một cái thông tin mới là cái dự án AdFund này cộng đồng khoảng 201.000 người nhé. Thì dự án AdFund này sẽ list ở trên sàn KuCoin và nó đang có một cái chương trình lottery các bạn nhé. Thì start sharing sẽ là 10 giờ UTC ngày mùng 10 tháng 6. Đấy, thì bây giờ nó sẽ có một cái chương trình Glam này, chương trình lottery, tức là nó sẽ phát cho những cái người may mắn đấy mọi người nhá. Thì cái dự án này đây, 200 winner sẽ nhận được là 20 S-Fund. 20 S-Fund thì tương đương với khoảng 50 đô la gì đấy nhá các bạn nhé. Đấy thì bạn nào mà bạn nào mà trúng thì chia cho admin một ít nha. S-Fund này. Tại sao? Tại vì là cái dự án này ấy, từ trước đến giờ mình hướng dẫn các bạn làm những cái dự án airdrop và airdrop này thì event này thì thường là nó không có phát cho tất cả mọi người mà nó chỉ chọn 100 200 người may mắn thôi. Đấy. Thì đúng cái lúc đầu tiên mình tham gia cái con này là con đầu tiên nhất là mình tham gia cũng may mắn nhận được 100 đồng và lúc đấy bán được 120 đô. Mọi người ạ. Bán được 120 đô. Chứ còn sau đấy thì mình có mua thêm và đây đang khoảng 2 đô. Ôi, nó tăng nhanh nha, tăng 35% luôn mọi người. Trời ơi, hôm qua vừa nhìn với một đô mấy ạ, đây này, đây hôm qua là xuống 1 đô 6 luôn, 1 đô 46 và bây giờ nó tăng lên 2 đô này, tại vì là cái thông tin lít lít bên KuCoin ấy, các bạn thấy có lúc nó lên đến 7 đô này. Hình như là mình bán lúc 7 đô này được mấy coin ấy, mười mấy coin chứ không phải mấy coin, mấy trăm đô ấy, là lúc mình bán lúc 7 đô này là cao nhất này. Đấy thì 2 đô thì mình vẫn có thể mua được mọi người ạ. 2 đô vẫn có thể mua được, vẫn có thể pump được lên, vẫn có thể lên được thêm đấy mọi người ạ. Tổng cung có khoảng 100 triệu thôi mọi người nhé. Lưu lượng thì khoảng 4 triệu 900 bao nhiêu nghìn thôi. Vốn hóa là 24 triệu. Rồi ok thì bây giờ là hướng dẫn các bạn này. Đầu tiên là các bạn sẽ làm trên glam.io nhé, mọi người điền tên này, email này. Ở dưới các bạn điền cho mình cái ví BSC của mình nhé. Thì khi mà mình trúng thì nó sẽ chuyển về ví này nhé. Các bạn ấn continue. Và đây thì mọi người ấn vào read ở coin market, không phải market cap. Chịu không biết. Đọc một ít cho nó thôi. Cái này thì các bạn flow nè. Flow thì flow rồi nhá. Còn red twin thì mình chắc là mình là phải red twin thôi tại vì là mình chưa red twin mà. Còn flow thì mình flow lâu rồi. Giá này còn đang vẫn đang cho đào nhá mọi người nhá. Nếu hôm trước mà bạn nào đào theo mình thì không biết là các bạn tháo chưa nhưng mình vẫn chưa tháo nhá. Khoảng mấy tháng nay rồi mình chưa tháo luôn mọi người. Đấy, mình đào được khá là nhiều đấy. Phải đến hàng nghìn đô la đấy nhỉ, đào khá là lâu rồi mà và cũng bán khá là nhiều rồi. Add fund and coin các bạn vào trong coin market cap, add fund ở đây các bạn ấn vào đây add này đấy mọi người. Phải có một cái tài khoản ở trên coin market cap, sau đấy mọi người search add fund nhá, sau đấy mọi người ấn like vào cái này, trong mọi người chụp ảnh cho mình một cái nè. Rồi, cái email mà các bạn đăng ký ở trên CoinMarketCap phải trùng với email mà các bạn đăng ký ở đây nhé. Đây thì sau đấy thì mọi người sẽ tải cái hình ảnh lên này. Rồi, các bạn continue nhé. À, cái này lại CoinGecko hả? Thì là các bạn lại vào... Cái này thì nó bảo đọc thôi, thì mình đọc thôi nhé. KuCoin listing này. Cái này thì nó chỉ bảo đọc thôi, thì mình đọc thôi. Đọc thôi, không cần phải làm gì cả. Để mình search ở đây, nó sẽ có ở trên CoinZeco nữa mà. Đâu rồi, CoinMarket. CoinZeco của tôi đâu? Trời ạ. Lại phải phải
phải search lên đây, mọi người search Advan nhé, cứ đánh vào là Advan là được. Nói chung là hai cái này thì đều các bạn phải có cái tài khoản trước nha, bạn nào cũng phải có tài khoản trước nhé. Đây Advan đây. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ ấn vào đây. Đấy. Xong các bạn ấn chụp cái ảnh lại, vẫn làm như thế thôi. Đấy. Xong là tải lên đây. Ấn sao cho nó nhé các bạn nhé. Continue này. Cái này thì join Telegram. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn cái mà hôm trước đào nhá. Cái này xong rồi nhá, thì tắt đi thôi. Ở bên này 204 rồi mà bên kia sao vẫn là 195 vậy. Trời ơi, ông update chậm quá. Vừa check lúc nãy là 1,78 gì đấy mà nó tăng vùng phát luôn mọi người. Đây là chắc là mọi người mua để ngày mai list sàn đấy. Mình thì mình không mua nữa tại vì mình có sẵn rồi. Continue. Ở đây thì các bạn có thể copy lại link này giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Mỗi người nhận được một đồng, một point. Ok, ngày mai sẽ list nha mọi người ơi. Ok, tiếp theo là mình sẽ check cho các bạn cái dự án trước đây mình đào nhá. Mình vẫn còn đào con này này, đào ở trên Todic Staking. Mọi người mà muốn đào ấy thì mọi người vào mua, sau đấy thì lên cái kênh của mình nhé. Mọi người vào kênh này, mọi người search cho mình nhé. Là các bạn sẽ thấy cái đồng Sfun của mình này, Sfun. Đây hướng dẫn đào farming Sfun đây, mạng nhân 5 nhân 10 tài sản đây. Đúng thật, cái lúc mà mình mua có 0,8 0,9 thôi. Bây giờ nếu mà bán cái thời điểm bây giờ là 2 đô thì cũng đã nhân 2 nhân 3 đây. Hôm trước này nó lên 7 đô này mọi người. Đấy, đây Sfun cũng khá là nhiều cái dự án về Sfun nha. Xem nào, mấy video Sfun nào. Đây 1 Sfun, 2 3 4 5 6 7 8 cái video về Sfun luôn mọi người. Trời ơi. Tôi yêu mày quá đấy mà. Đây, hôm trước vẫn quần đào ở đây này à. Chỗ farming này. Hình như là quần đào được mấy chục coin rồi ấy. Lá lâu rồi chưa vào xem luôn. Khá là lâu mình chưa vào cái đồng Sfun này. Đây. Đây 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 các bạn ơi. Đấy, vẫn còn đào được 35 35 đồng thì tương đương với lại 70 đô mọi người ạ. Đấy, vẫn còn được hơn một củ đấy. Đấy, vẫn còn đào, vẫn chưa có harvest, chưa có làm gì hết nhá. Trong này thì mình dùng 200 coin, 200 con Sfun và hình như là 0,03 hay 0,04 BNB để đào ấy. Đấy. Nói chung là mình bỏ ra là khoảng, hồi đấy thì mua thì có 0,8 0,9. Nói chung là khoảng 300, 400 gì đấy đô, 400 đô hay 300 đô gì đấy thôi mọi người ạ. Nhưng bây giờ đào nó cả đào khá là chậm nha. Nhưng mấy hôm đầu đào nhanh lắm mọi người. Thế bây giờ đào chậm lắm. Đấy, thì bây giờ đào chậm chứ ngày trước đào nhanh lắm. Đào Sfun nhanh lắm. Với lại trên ví của mình hình như vẫn còn 80 coin nữa hay sao ấy. 28, 16 vẫn còn được 160 đô. Nói chung tổng cộng của nó cũng phải 4-5 triệu gì đấy nữa. Thôi mong lên 7 đô để bán nha. 7 đô là bán hết. Đấy, ok thì link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người tham gia cái dự án may mắn này nhá. Cái này là kèo nhân phẩm các bạn nhé. Khoảng 200 bạn winner thôi. Đấy, mỗi bạn nhận được 20 thì được tương đương với khoảng 40 đô la. Nếu nó lên 77 đô thì có mà lại còn ngon nữa nhá. Đấy, còn bạn nào mà đã trúng ấy thì lấy 19 coin thôi, còn chia cho admin 1 coin nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nào mà muốn đào ấy thì các bạn vào trong kênh của mình search Sfun nhé.